Hello, xin chào tất cả các em. Hôm nay thầy sẽ chữa cho chúng ta đề tự luyện cuối kỳ 1 là đề số 4 trong sách tham khảo mà chúng ta đã được thầy chữa suốt từ đầu năm đến bây giờ. Đúng nhỉ? Thế bây giờ với cái đề này thì chúng ta có cấu trúc gồm có 28 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Thì bây giờ thầy sẽ chữa rất nhanh cái phần trắc nghiệm của chúng ta. Và thầy yêu cầu các em đó là trước khi chúng ta xem cái video chữa cái đề này thì các em cần phải chuẩn bị trước bằng cách là chúng ta làm đề rồi. Đúng nhỉ? Và chúng ta có thể được phép là tua nhanh video ở cái câu nào mà nó dễ, còn câu nào khó, câu nào không biết làm thì chúng ta phải chủ động, chúng ta dừng video lại và chúng ta học kỹ với thầy. Câu số 1, nội dung nào dưới đây thuộc đối tượng nghiên cứu hóa học? Thì cái này chúng ta biết rồi, là hóa học. À, nó bảo là thuộc đối tượng nghiên cứu hóa học đúng không? Thì hóa học nó sẽ nghiên cứu về chất và sự biến đổi của chất. Nhưng mà trong bài này thì câu A nó bảo sự sinh trưởng phát triển của động thực vật thì liên quan đến lĩnh vực sinh học. Câu B sự chuyển động các hành tinh cho hệ mặt trời liên quan đến lĩnh vực thiên văn học hay là vật lý học. Sự ra đời phát triển các nền văn minh thế giới là liên quan đến phần lịch sử. Còn câu D dầu mỏ và chế biến dầu mỏ thì dầu mỏ nó là các hydrocarbon, là hợp chất của carbon và hydro thì nó là các nguyên tố hóa học liên quan. Thì câu số 1 chúng ta chọn thầy phương án D. Câu số 2, phát biểu nào không đúng? Câu A, khối lượng của electron lớn hơn khối lượng của neutron. Thì chúng ta nhớ thầy khối lượng electron là 9,109 nhân 10 mũ trừ 31 kg. Còn của neutron nó là 1,675 nhân 10 mũ trừ 27 kg. Thì hiển nhiên là cái electron nó phải bé hơn nhé. Câu 2 đoán A luôn. Câu C, neutron hạt không mang điện tích, đúng này. Lớp vỏ nguyên tử nó chứa các electron thì mang điện tích âm. Số lượng proton với electron trong nguyên tử bằng nhau. Câu này đúng 100%. Đúng nha. Câu số 3, nguyên tố là tập hợp các nguyên tử có cùng gì? Có cùng số proton. Câu 3 đoán A. Câu 4 thì nó bảo em đồng vị là gì? Đồng vị là những nguyên tử mà bọn nó có cùng số proton nhưng khác nhau về số neutron hay là khác nhau về số khối. Câu 4 đáp D. Câu 5, hình ảnh mô tả đúng orbital. Thì cái orbital này hình số 8 nổi thì nó orbital P nhưng nó đang định hướng theo trục Z thì nó gọi là orbital PZ nhé. Rồi câu 5 đáp D. Câu số 6 thì đề bài nó bảo em đó là phát biểu nào sau đây đúng về mô hình của Rutherford với Bohr. Thì cái này em phải ôn lại chương 1. Thì chúng ta chú ý cho thầy là cái mô hình của ông Rutherford với Bohr ấy, thì ông ấy bảo ra gì? Là các electron trong nguyên tử ấy, nó chuyển động xung quanh hạt nhân theo các quỹ đạo xác định, là các hình tròn hoặc các hình elip, được chưa? Thì câu 6 ở đây, và dĩ nhiên là cái hình tròn hình elip đấy thì cái quỹ đạo đấy người ta có tưởng tượng nó giống như các hình hành tinh trong hệ mặt trời. Thì câu A nó bảo là electron xoay quanh xung quanh hạt nhân theo những quỹ đạo giống như các hành tinh trong hệ mặt trời. Câu A đúng, đúng nha. Câu 6 đáp án A. Còn cái mô hình hiện đại á thì người ta bảo rằng là electron chuyển động xung quanh hạt nhân rất nhanh nhưng mà không tuân theo một quỹ đạo nào cả nhé. Đấy là sự khác biệt giữa mô hình cổ điển của Rutherford Bohr và mô hình hiện đại. Câu 6 đáp án A. Câu 7, lớp nào sau đây gần hạt nhân nhất? Chắc chắn là lớp K rồi, đúng không? K lớp số 1, L lớp số 2, M lớp số 3 và N lớp số 4. Câu 8, ion nào sau đây cấu hình giống khí ấm của niobe? Niobe là ô số 10 em nhé. Thế natri là số 11 thì natri cộng thì còn 10. Cl trừ thì nó là số 17 thì Cl trừ thì nó giống argon 18E. Kali là số 19 thì K cộng còn 18E thì giống argon. Li-ti là số 3, Li-ti cộng thì nó còn 2E, giống helium, đúng nhá. Câu số 8 đáp án A, sodium nhá. Câu số 9 thì chúng ta chú ý cho thầy là các nguyên tố từ số 57 đến số 71 người ta gọi là họ lan tan hay họ gọi là lanthanides, được chưa? Thì nó tại sao nó xếp vào cùng một họ? Đấy, bởi vì những cái họ này á, đều người ta gọi là nguyên tố F. Câu 9 thì chúng ta chọn thầy phương án A thì tính chất nó tương tự nhau. Câu số 10, chu kỳ là tập hợp các nguyên tố học mà nguyên tử của chúng có cùng cái gì? Thì chu kỳ là tập hợp các nguyên tố mà các nguyên tử của chúng có cùng số lớp E. Cùng số lớp E nên câu 10 chúng ta chọn thầy phương án C. Câu 11, thứ tự giảm dần bán kính nguyên tử. Thì chúng ta chú ý với thầy là trong bảng tuần hoàn thì sodium với magnesium đều thuộc chu kỳ 3 nhé. Còn cái anh potassium hay anh kali ấy, là thuộc chu kỳ 4. Vậy thì đi từ trên xuống dưới, bán cái tính của các nguyên tử tăng dần đến kali là lớn nhất, đúng chưa? Lớn natri và lớn magie. Natri magie thì đều thuộc chu kỳ 3, đi từ trái sang phải bán kính giảm. Đấy, nên bài này chúng ta sẽ chọn cho thầy phương án B, 11 đáp án B, được chưa? Câu số 12, xu hướng biến đổi độ âm điện trong bảng tuần hoàn. Độ âm điện trong bảng tuần hoàn nhé, đi từ trái sang phải là trong một chu kỳ thì nó sẽ tăng. Được chưa? Đi từ trên xuống dưới thì nó sẽ có xu hướng giảm. Đấy là trong một nhóm. Thế bây giờ nó bảo là tương tự xu hướng biến đổi của cái gì? Thì chúng ta nhớ là độ âm điện ấy cùng chiều biến đổi về tính phi kim.
Còn bán kính nguyên tử thì cùng chiều với sự biến đổi của tính kim loại. Thì chúng ta phải nhớ thầy câu 12, đoán B. Câu 13, nguyên tắc điều chế đơn chất halogen là khử ion halide thành đơn chất X2. Quá trình điều chế đơn chất halogen nào sau đây khó khăn nhất? Thì trong câu số 13 thì chúng ta chú ý cho thầy là muốn khử được cái ion X trừ thì hiển nhiên là cái ion đấy phải có tính oxy hóa. Đúng không? Muốn khử được mà thì nó phải có tính oxy hóa. Thì ta biết là, hoặc là ngược lại thì bây giờ thầy sẽ sắp xếp cho các bạn nhé. Thứ nhất là tính oxy hóa. Tính oxy hóa hay là tính phi kim đấy. Chúng ta nhớ thầy là tính oxy hóa ở đây là chúng ta gọi là tính phi kim. Tính phi kim thì flo mạnh hơn clo, mạnh hơn brom, mạnh hơn iốt. Nhưng mà tính khử thì ngược lại. Tính khử thì ion F trừ lại nhỏ hơn Cl trừ, nhỏ hơn Br trừ, nhỏ hơn Y trừ. Vậy thì thằng F trừ nó khó bị, thằng F trừ này là khó bị khử nhất nhé. Nên là bài này chúng ta chọn thầy đáp án A. 13 chúng ta chọn thầy phương án A. Nói cách khác là cái anh Y trừ của mình ấy là có tính khử mạnh nhất thì cái thằng Y trừ là dễ bị khử nhất nhé. Rồi, dễ bị ô xóa nhất, thầy xin lỗi. Y trừ có tính khử mạnh nhất thì nó sẽ dễ bị ô xóa nhất. Cứ hiểu là một chất có tính khử thì cái ion của nó thì nó sẽ có tính oxy hóa. Được chưa? Câu 13 chúng ta chọn thầy phương án A. Sẽ có bạn thắc mắc cái này hơi bị khó hiểu thì bây giờ thầy nói thêm một lần nữa để chúng ta dễ hình dung này. Là cái nguyên tắc là phi kim mạnh hơn đẩy được phi kim yếu hơn ra khỏi muối. Thế bây giờ thầy nói các em nhé, là brom thì nó có thể đẩy được iốt ra khỏi muối để nó biến thành NaBr và I2, đúng không? Tương tự thế clo nó sẽ đẩy được brom ra khỏi muối. Bởi vì clo nó mạnh hơn brom. Được chưa? Đó, nhưng mà không anh nào có thể đẩy được flo để tạo thành F2 được. Hình dung nhỉ? Bởi vì không có thằng nào mạnh hơn flo thì lấy cái gì để nó đẩy được flo ra khỏi muối. Do đó là cái quá trình biến từ F trừ thành F2 này khó xảy ra nhất. Đó, chúng ta có thể chứng minh bằng phương trình phản ứng. Hiểu chưa? Nên câu 13 chúng ta chọn thầy phương án A nhé. Câu số 14, công thức oxide cao nhất của phosphorus là P2O5 thì chứng tỏ phosphor lúc này là có hóa trị 5 thì P nó sẽ thuộc nhóm 5A. 14 đáp án B. 15, nội dung của định luật tuần hoàn, tính chất của các đơn chất cũng như thành phần và tính chất của hợp chất tạo nên từ các nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. Chúng ta chọn thầy 15 đáp án A. Câu 16, nguyên tố có Z17 thì anh 17 thì nó chính là cấu hình là neon, là neon là 10E này. 3S2 3P5. Anh này là một phi kim hoạt động mạnh, đây chính là clorin, tính phi kim nhá. 16 đáp án của mình là đáp án B. 17, trong phản ứng hóa học các nguyên tử có xu hướng hình thành lớp vỏ gần giống khí hiếm nhất, đúng không? Câu 17 đáp án C. Câu số 18 thì bản chất của liên kết ion là lực hút tĩnh điện giữa các ion trái dấu. Còn bản chất của liên kết cộng hóa trị là sự góp chung electron. Được chưa? 18 nó hỏi liên kết ion thì chúng ta chọn phương án A. Thầy chữa bài với tốc độ rất cao, các bạn chú ý nhé. 19, số cặp E dùng chung cho một phân tử khí carbon dioxide. Carbon dioxide thì cái cấu tạo của nó đây thì có 4 liên kết ở giữa thì nó có 4 cặp E dùng chung. Được chưa? Còn nếu em muốn viết công thức Lewis thì mỗi thằng oxy này còn 2 cặp E riêng thì chúng ta hình dung thầy là có 4 liên kết ở giữa này là 4 cặp E dùng chung. Đó. Câu số 19 chúng ta chọn thầy phương án C. Câu 20, trong tinh thể NaCl mỗi một ion Na cộng với Cl trừ có mấy anh gần nó nhất? Thì cái này chúng ta đã học trong phần liên kết ion là có 6 anh gần nó nhất. Chúng ta hình dung thầy là nó giống như một cái hình lập phương ấy. Thì cái thằng Na cộng nó ở tâm của hình lập phương thì xung quanh Na cộng thì sẽ có 6 mặt, đúng không? Gồm có 4 mặt bên và một mặt trên, một mặt dưới. Thì trong mỗi một mặt đấy lại có một thằng Cl trừ liên kết trực tiếp với Na cộng, nên là xung quanh Na cộng sẽ có 6 anh Cl trừ, và ngược lại xung quanh Cl trừ cũng sẽ có 6 anh Na cộng nhé. Câu 20 đáp án C. Câu 21 thì như thầy đã dạy các bạn, chất nào sau đây có liên kết hoặc là không có liên kết hydrogen? Khi nào có liên kết hydrogen thì khi hợp chất của chúng ta nó có nguyên tử hydro đang liên kết trực tiếp với một trong ba nguyên tử có độ điện mạnh nhất là flo, oxy và nitơ, đúng không? Đấy. Thế bây giờ hợp chất nào có? NH3 có này, nước có này, HF có, còn CH4 thì không có. Được chưa? Bởi vì trong CH4 hydro đang liên kết trực tiếp với carbon thì nó không có liên kết hydro. Câu số 22, liên kết trong phân tử nitơ từ hai cái nguyên tử để tạo nên cái phân tử này giống nhau thì đó là liên kết cộng hóa trị không phân cực, nhưng nó là liên kết gì? Thì cái này ta nói suốt rồi. Nitrogen thuộc nhóm 5. Vậy thì nhu cầu của nó là cần được ghép thêm 3 nữa để nó thành 8. Vậy thì mỗi thằng nitơ góp là 3E. Thì hiển nhiên là nó sẽ còn 2E riêng của nó.
hay cái công thức cấu tạo của nó là có liên kết 3 ở giữa. Chúng ta chọn thầy đáp án B. 22, đáp án B, liên kết 3. 23. 23 thì liên kết cộng hóa trị thường được hình thành giữa gì? Thì chúng ta chú ý cho thầy là liên kết cộng hóa trị thường được hình thành giữa các phi kim với nhau. Đúng không? Thì câu 23 chúng ta chọn đáp án B. Còn các kim loại với các phi kim ấy thì nó là liên kết ion nhé. Còn các phi kim với nhau thì thường nó là liên kết cộng hóa trị. 23 chúng ta chọn thầy phương án B. Câu 24, phân tử hai ion nào sau đây có liên kết cho nhận? Đấy, thì câu 24 thì chúng ta vẽ suốt rồi. Ví dụ NH3 đây. NH3 đây. Chúng ta vẽ công thức Lewis của nó nhé. Trên đầu nitơ còn một cặp E này. H2O. Nếu mà vẽ chính xác thì nó là hình gấp khúc. Đúng không? Không có liên kết cho nhận. HF. Thì anh này cũng không có liên kết cho nhận. Nhưng mà H3O cộng. Thì chúng ta chú ý cho thầy này. Là H3O cộng đây. Em có thể vẽ nó dạng gấp khúc cũng được. Đây là nước đúng không? Thì một cái thằng H còn lại chúng ta có thể viết cái liên kết cho nhận vào đây. Nhá, đây là H3O cộng. Đấy. Thì chúng ta sẽ chọn cho thầy đáp án của mình là đáp án D. Đấy chưa? Không biết làm thì loại trừ. Câu số 25. Độ âm điện của H và O lần lượt là 2,2 và 3,44. Liên kết này là liên kết gì thì chúng ta tính thầy hiệu độ âm điện delta X. Thì ta lấy 3,44 trừ 2,2 thì nó bằng 1,24, nhỏ hơn 1,7 và lớn 0,4. Vậy thì anh này là liên kết cộng hóa trị có phân cực. 25 phương án C. 26 liên kết sigma trong phân tử HCl. Thì em nhớ hydrogen nó sẽ sử dụng orbital S là hình cầu. Chlorine nó sẽ sử dụng orbital P là hình số 8 nổi. Hai cái orbital này nó sẽ xen phủ với nhau. Được chưa? Nó sẽ xen phủ với nhau ở đây. Và cái sự xen phủ này người ta gọi là sự xen phủ SP. Đấy. H nó là S mà. Chlorine nó là P. Thì đây là sự xen phủ SP. Là hydrogen sử dụng orbital 1S. Còn chlorine sử dụng orbital 3P. Nhá. AO1S của H và AO3P của clo. Câu 26 đáp án D. Câu 27. Chất có độ tan trong nước thấp nhất là gì? Em nhớ là nước là một dung môi phân cực. Cái này nó là dung môi phân cực. Vậy thì chất nào muốn tan trong nước tốt nhất thì chất đấy nó phải là chất phân cực. Trong khi đó, ở đây em để ý cho thầy này là hiệu độ âm điện của H với F, hiệu độ âm của clo với H, của nitơ với H và của S với H thì hiệu độ âm điện giữa F với H ấy là bé nhất. Do đó cái này là kém phân cực nhất. Kém phân cực nhất. Vậy thì vì H2S kém phân cực nhất nên là anh này ít tan trong nước nhất. Đúng chưa? Còn nếu mà sắp xếp độ phân cực, chúng ta có thể sắp xếp độ phân cực. Em có thể tự tính thông qua độ âm điện trong bảng tuần hoàn. Còn không thì em nhớ thế là trong bảng tuần hoàn, Flo có độ điện lớn nhất. Trong đây thì tiếp theo là Clo, tiếp theo là Nitơ và kém nhất là lưu huỳnh. Thì độ âm điện của chúng ta đây tăng dần, đúng không? Đấy, chúng ta có thể ghi là độ âm điện. Độ âm điện đang có xu hướng tăng dần ở đây. Thì từ đó chúng ta sẽ suy thấy là độ phân cực. Độ phân cực của liên kết. Độ phân cực thì H là cố định rồi thì H2S nó sẽ kém hơn NH3, kém hơn HCl và kém hơn HF. Đúng chưa? Đấy, câu 27 đáp án A. Câu 28. 28 thì nó bảo em là than hoạt tính là một loại carbon vô định hình, có bề mặt rất nhiều lỗ rộng đấy, rất nhỏ giúp tăng diện tích bề mặt. Khi các chất tiếp xúc với than hoạt tính, phần mang điện tích dương của phân tử của chất sẽ bị bề mặt than điện âm của than hoạt tính hút ngược hoặc ngược lại. Thì cái này người ta gọi là tương tác van Eck van. Thì tương tác van Eck van nó phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc, đúng nhỉ? Hoặc là kích thước khối lượng của phân tử đó. Nên là cái này nó giải thích dựa vào tương tác van der Waal hay là van Eck van. Thì chúng ta có thể hình dung là có những cái ví dụ tương tự. Ví dụ bây giờ chúng ta có hai cái bề mặt tấm thép ấy. Em có thể có hai cái đĩa. Đơn giản là lấy hai cái đĩa bằng sắt đi, nhưng phải phẳng. Hai đĩa này nếu em cho nó dính vào nhau, em cho nó chạm khít vào nhau, em miết làm sao để không có không khí ở giữa ấy, thì em có thể để hai cái đĩa nó dính được với nhau. Tại sao hai cái đĩa này có thể dính được với nhau? Bởi vì nó có tương tác van Eck van nhé. Thì cái này thế, than hoạt tính nó có thể hấp phụ các cái phân tử khác, ví dụ các phân tử khí độc trong không khí như khí CO, H2S vân vân. Thì vì sao lại có hiện tượng này? Bởi vì cái tương tác giữa các bề mặt với nhau người ta gọi là tương tác van Eck van hay là van der Waal. Câu 28 đáp án A. Để cho nhờ. Câu 29, viết cấu hình E của chlorine và nitrogen. Thì chúng ta sẽ viết cấu hình E là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5, D của chlorine. Nitrogen là 1S2, 2S2, 2P3. Các em tự trình bày nhé.
Câu B, hãy viết công thức Lewis của Cl2. Cl2 thì nó có một liên kết ở giữa, còn lại thì mỗi anh còn 3 cặp e tự do. Công thức Lewis ta phải thể hiện được cả cặp e tự do nhé. Được chưa? Nitrogen thầy vừa viết bên trên rồi. Đấy. Nitrogen thì nó có liên kết 3 ở giữa. Và mỗi anh còn một cặp e. Em có thể viết một cặp e bên trên ở ngang ở chéo định được, thoải mái động được. Đây là công thức Lewis của nitơ với clo. Câu C, đơn chất clo không tồn tại trong tự nhiên, trong cái đơn chất nitơ lại chiếm khoảng 78% thể tích không khí. Thì chúng ta sẽ ghi thành là do trong phân tử Cl2 chỉ có liên kết đơn. Đấy, cái liên kết đơn này dễ bị phá vỡ. Vì cho chỉ có liên kết đơn. Và dĩ nhiên là năng lượng liên kết, năng lượng liên kết, liên kết nhỏ hay yếu đấy. Từ đó suy ra thành là phân tử dễ bị phá vỡ. Dễ bị phá vỡ hay là cách khác là dễ bị liên kết với các anh khác, đúng không? Đấy. Hay dễ tham gia phản ứng hóa học. Phản ứng hóa học. Còn tương tự như thế thì với phân tử N2 thì có liên kết 3 bền vững. Nên khó bị phá vỡ. Khó bị phá vỡ. Đúng không? Và khó tham gia phản ứng. Khó tham gia phản ứng. Dĩ nhiên là khó bị phá vỡ, khó tham gia phản ứng thì nên nó sẽ tồn tại được ở dạng đơn chất, đúng không? Nên sẽ ghi thể là tồn tại được ở dạng đơn chất. Có nghĩa là trong không khí thì nó chiếm rất là nhiều như vậy. Câu D, giải thích kèm hình vẽ lý do tại sao nhiệt độ sôi của HF cao hơn nhiệt độ sôi của HCl thì ta dựa vào liên kết hydro. Vì giữa các phân tử HF có liên kết hydrogen. Đúng không? Thì dĩ nhiên có liên kết hydrogen thì nhiệt độ sôi nó sẽ cao. Chúng ta có thể biểu diễn là đây. Đây là một anh HF nhé. Đây là anh HF thứ hai thì có thể có liên kết hydro giữa anh này. Tương tự thế anh HF thứ ba thì liên kết hydro. Liên kết hydro ta biểu diễn bằng dấu 3 chấm nhé. Rồi, đấy là câu D, giải thích đơn giản như vậy. Thầy chữa rất nhanh nhé, nhưng mà những cái đề này em mà làm cũng phải mất khoảng 3-40 phút đấy. Câu số 30, giải thích vì sao không tồn tại các phân tử NaCl riêng biệt ở điều kiện thường. Thì chúng ta chỉ cần ghi thầy là liên kết, câu này câu nâng cao này, liên kết ion là lực hút tĩnh điện, đúng không? Là lực hút tĩnh điện. Đầu tiên ta nói cái này đã. NaCl nó có liên kết ion mà. Đấy. Và không có tính định hướng. Nhớ là liên kết ion thì nó không có tính định hướng. Không có tính định hướng. Không có tính định hướng. À, chấm phẩy em ghi thành là xung quanh ion Na cộng. Rồi, xung quanh một ion Na cộng có thể có nhiều ion Cl trừ. Và chúng ta biết là một Na cộng xung quanh có 6 thằng Cl trừ hoặc ngược lại, đúng không? Đấy. Do đó ở nhiệt độ thường không tồn tại phân tử NaCl riêng biệt. Mà bọn nó sẽ tồn tại thành những cái tinh thể rất là lớn. Chúng ta biết tinh thể muối ăn chưa? Tại sao vậy nhé? Em phải hiểu là Na cộng này, Cl trừ thì xung quanh Na cộng có thể có rất nhiều Cl trừ. Thì đúng không? Thì không tồn tại một cái NaCl riêng biệt mà nó có thể kết hợp thành những cái khối kiểu như này. Và tương tự thế, xung quanh Cl trừ có thể có rất nhiều Na cộng. Đấy thì chúng ta có thể hiểu là bọn này sẽ kết hợp lung tung với nhau. Vì nó không có tính định hướng mà. Nên là một anh này có thể gắn với nhiều cô và một cô có thể gắn với nhiều anh. Chính vì thế là bọn nó sẽ không tồn tại ở một cái dạng gì đó riêng biệt, một cái phân tử riêng biệt, mà nó luôn luôn tồn tại thành những cái tinh thể. Hiểu chưa? Được thầy đơn giản như vậy. Thế là xong. Đấy thì đây là toàn động bộ để tự luyện số 4 trong sách tham khảo và cũng là một cái đề để chúng ta ôn thi học kỳ. Nhớ là học kỳ 1 của chúng ta nó sẽ kết thúc khi học xong chương 3. Nên thầy yêu cầu chúng ta là phải học hành nghiêm túc và chữa thật chi tiết thầy cái đề này nhé. Rồi, hẹn gặp lại các em ở các buổi tiếp theo. Bye bye.